Nhóm chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình, và mình là Cổi Ca. Hôm nay mình với các bạn cùng khám phá một phiên bản gốc Nhật nữa. Mình không rõ cái này gọi là tạp chí hay là mạng gan nữa, tại vì bên trong nó lại giới thiệu về một số sản phẩm, một số quà tặng, rồi bên trong nó lại có thêm cái bộ mạng gan. Các bạn đây, bộ mạng gan khổ to nha, mình ước gì mạng gan nào cũng được khổ to này. Nhưng cái này chắc là dạng quà tặng kèm theo quyển tạp chí nào đó, hoặc là một cái booklet, hoặc là một cái gì đó giới thiệu mà kèm theo một phần nhỏ của mạng gan hay một chapter nào đó của một bộ nào thôi. Đây là bộ nào thì mình cũng không rõ nữa, tại mình mua chung và mình được tặng. Bạn nào biết tên của bộ này hay comment phía dưới cho mình biết nha. Và nếu có cơ hội mình sẽ mua về và review thêm bộ này cho các bạn cùng chiêm ngưỡng qua nha. Rồi mời các bạn cùng chiêm ngưỡng qua một bộ mang gan cũng hình ảnh khá là sắc nét và đẹp nha các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại video lần sau.